Ôi anh ơi, Wow, ba con luôn. vậy ba con luôn. Dính nữa hả? Ê, ê, ba con nữa kìa. Ôi, cái nào cũng ba con. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Sáng hai chồng em đi thăm gặp cô, cô chú anh chị ơi. Này, cô chú anh chị mình cùng chân vợ chồng em xem hôm nay hai chồng em đi thăm gặp cô dính được nhiều hay không. Ngày mới thì vợ chồng em mến chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống của chú anh chị nhé. Giờ hai chồng em xuất phát đây. Trong hoa thao và xã em bỏ thêm bó dây nhiều quá mà nước bữa nay dính cua được bao nhiêu đây. Cái hết bó dây này là mình ấm áp luôn á. Chứ hết bó dây này dám đầy thôi luôn lắm mẹ. Đây mình đi. Nhắm bữa nay hai chồng mình thăm gặp cua chối hết bó dây nè ông em. Anh cứ hả tin tưởng vào em đi anh ơi. Bó dây này là chuyện nhỏ. Còn dính cua mới là chuyện lớn phải không? Dính cua mới là chuyện lớn. Ủa thấy em chưa? Thấy em chưa anh ơi? Hai em. Đó, anh vô gạo rồi đó. Đủ không? Đủ. Em bỏ đại vô trong dây luôn cho anh luôn đi. Cái nào ít mồi em dậm vô hết nha. Mở màn cái gặp này được hai con này. Kể chừng nào hết mồi em lấy. Có 6 cục mồi hả? 6 cục mồi đó. Nó đừng có hết hết dơm 6 cái là không có mồi vậy. Ôi anh ơi. Wow, ba con luôn. Ba con luôn. Là mẹ. Nặng dữ không em, dở là nặng cái gặp lên nha, nặng dữ không? Hết biết cái gì chưa? Bó dây của anh là chuyện nhỏ thôi. Rồi em bỏ vô trong đây, thả như nhẹ mày. Em ra tay mà. Dưỡng dưỡng cái anh canh hàng khủng ở trên này. Ôi. Rồi ổng vô cái thao thấy ổng chọi hơn ta cỡ này nè. Ảnh nằm cái lưng ảnh kìa. Lạ mà ăn chà bá lửa luôn. Cái nào mà cũng dính được em, cái hai cái cái dính em vậy, cái hai cái dính em vậy à. Còn gì của hả? Cái này vô nước cua đi cô chú anh chị. Vô nước cua mình đặt gặp cua nó ăn nó dính thấy mê lắm nè. Không canh nữa đó nghe anh ơi. Cái gì em nó muốn bò ra dữ lắm rồi đó. Ok em. Dính nữa. Ê, ba con nữa kìa. Ôi, cái nào cũng ba con. Quá xa ấm áp luôn. Cái này bận vào đầu mới hên với tẹn. Đầu mới anh ơi. Cái màu nó nổi bạc á. Vừa nay bán cua đặt thêm bộ hai bộ nữa em ơi. Ôi, thấy ham gì đâu. Cua bữa nay thăm gặp dính như gì đây mới mê nè. Có bữa trúng bữa thắt chứ anh, cái bữa thắt hoài buồn tiêu. Bể hụi à? Bể hụi chứ không phải dẫn đâu ạ. Đã dính được nhiều cua đây cũng đỡ khổ rồi đó. Ba con nữa hả? Bữa nay công nhận không rồi. Cái nào như cái này. Anh thấy bạn đồ mới có khác không? Ok. Cỡ nào bữa nay về cũng đặt bộ đồ nữa em ơi.
mới nữa. Bảy rồi bạn. Cua nó bỏ gan đấy. Cái càng đó bỏ vô nha. Quá vô. Vậy nhà luộc ăn. Nhà càng hết con này. Nắm giặt mạnh cái là nó ăn ra. Dùng lại giặt. Cũng được hai con nữa nè. Hai con này không nhỏ hơn. Hai con này nó hơi nhỏ. Kệ bắt luôn nè em. Tém nó luôn. Trời ơi, bữa này mình mới thấy mới biết hàm. Còn cái mê dài dài nữa hả? Anh còn mê dài dài. Hai em nữa. Miếng mồi đó thay được đấy em. Hai em nữa. Miếng mồi này còn bỏng lắm mà. Ừ. Thay miếng nó được. Ê, văng lại con này. Ôi lộn. Cái gồ xảy hai con, xảy hết rồi. Hai con xảy hết trơn rồi, cả nhà ơi. Kệ đi, lần khác mình đặt nó cũng vô nữa mà. Cái này dính hai con mà xả mình xảy hết rồi. Hai con này nó cũng hơi nhỏ. Định bò ra hả bạn? Đó, cũng được một con nữa nè. Cái này em được một con, cả nhà ơi, xảy hai con bắt lại được một con. Được con nhím vuông. Cái đó không hết cục mồi luôn hả? Tiết kiệm mồi bớt kìa. Còn cũng mấy cái nữa xong rồi có gì móc mồi đẩy. Đó, cái đó cũng hai em đó. Em bé nhiều quá vậy ta. Cái tém đi. Tém luôn. Băng qua chỗ này luôn rồi. Em băng qua kẻ nhỏ bên đây nè. Nhỏ
cây sở cạn á. Không không. Tôi gặp anh đặt đâu gần gần chỗ này nè. Anh thấy chưa? Ôi ôi. Ôi. Hai em nhé em ơi, y nhất. Hai em nữa anh ơi. Con này lỡ y nhất. Đỡ cái tùng này lên. Rồi 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 rồi. Còn cái sau lưng em nè. Còn cái quyết định em ơi. Nặng chịch luôn không? Ồ. Ồ. Không sai lầm, được hai em. Gông đã đóng đặng chịch. Được hai em. Bữa nay tính ra cái nào cũng hai con, ba con, ít có cái một con ha. Ừ. Cái nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Mình đặt lại chứ. Mình đưa về thôi. Hôm nay hai chồng em thăm cái dàn gạch tới đây thì cũng đã xong. Kết quả thì được bấy nhiêu cua đây cô chú anh chị. Nói chung so theo mỗi bữa thì bữa nay hai chồng em trúng. Trúng mẻ thì nó rất là đậm nha. Nằm im gu rồi đó. Nằm im gu luôn rồi. Hôm nay thì hai chồng em trúng được mẻ cua này, mừng quá cô chú anh chị ơi. Thì hầu như cua mà nó vô con nước, cua nó ăn thì dở cái gạch nào nó dính như vậy đây. Rất là mê nha. Còn cái ngày bình thường thì nói chung đôi lúc nó cũng có cái dính cái không thôi. Hôm nay thì em chia sẻ tới đây nha. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.